trên đường tôi đi ra cửa khẩu ấy, thì tôi bỗng thấy có một cái khu đất rất là rộng như này, và mọi người đang tụ tập để ăn mừng ngày lễ mùng 2 tháng 9. Và tôi được biết rằng là bên Lào cũng đang có một cái chợ phiên nữa. Như vậy là rõ ràng là có một cái sức hút khá lớn ở cái chợ phiên bên Lào, nên là mình thấy là rất nhiều người đi, hàng trăm người từ bên Lào về phía Việt Nam, trong khi đó chỉ có vài người là như tôi đang từ phía Việt Nam sang Lào. Có thể là mình chọn sai thời điểm. Đây, cái này chơi như nào? Cái này chơi nó luôn, nó đơn giản thôi anh ạ. Thẳng con tôm xanh nhá. Tôm đi, tôm đi. Ếch xanh, cá, không ai đặt cá luôn. Thịt hết, thịt hết. Các bạn thân mến, huyện Mộc Châu thì có rất nhiều những cái điều lý thú ở thiên nhiên về thời tiết. Tuy nhiên có một cái điểm mà ít người biết, đó chính là khu vực cửa khẩu. Thì trên đường tôi đi ra cửa khẩu ấy, thì tôi bỗng thấy có một cái khu đất rất là rộng như này, và mọi người đang tụ tập để ăn mừng ngày lễ mùng 2 tháng 9. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ở một cái nơi mà gần với biên giới Lào, thì đa số là đồng bào người Mông ở đây. Và các bạn có thể thấy rằng là một cái chợ phiên, một cái, như là một cái lễ hội á. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái khung cảnh lễ hội nó thú vị như này. Bây giờ chúng ta thử nhìn về phía này, các bạn có thể thấy là xe máy của bà con từ các làng bản, từ trên núi này núi khác xuống, rồi rất là nhiều xe máy luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là có những cái điều gì đặc biệt ở đây. Tầm này là tầm trưa rồi, là rất nhiều chị em đang nằm lăn lóc để ngủ này. Đấy, để tôi sẽ đi một vòng xem là có cái điều gì đặc biệt ở đây không. Măng ớt à cô? Vâng, đây là táo mèo à? Ừ, vâng, táo mèo. Cô là người đồng bào gì? Thái. Người Thái à? Vâng. Nhưng mà cô là ở nơi khác đem hay lên để bán thôi đúng vâng. không? Chứ ở đây là đa số là người Mông sinh vâng. sống nhờ? Vâng, đây là vâng. Thái. Vâng ạ. À. Đây, mua đi. Mua. Không, cháu chưa mua vội, để cháu đi một vòng đã. Xem có gì hay thì cháu mua. Ở đây thì cũng đa số là bán phục vụ cho đồng bào Mông là những cái bộ vòng này. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là họ đeo bạc ở trên cổ, nhưng thực ra là bằng nhựa đấy các bạn ạ. Và người ta mạ cái ấy vào, và rất nhiều những cái mũ, những cái đồ người Mông ở khu vực Mộc Châu này rất là thời trang nhé. Thời trang so với những cái nơi khác. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem là có cái điều gì nó đặc biệt hơn không. Có lẽ là ở cái khu vực ẩm thực này là thú vị hơn cả. Chào em nhá, anh đang đi quay nhá, tí nữa nhá. Có vẻ như chân gà rất là ưa chuộng ở đây. Bọn em là ở người đồng bào gì? Người Kinh ạ. Người Kinh à? Người Kinh lên đây để phục vụ cho ở đây thôi đúng không? Cho bà con đây thôi đúng không? Đấy, các em bé này cũng em bé chắc lần đầu uống trà sữa à? Có vẻ như rất là thích thú. Uống có nước uống hay còn có cả cái viên gì để nhai nhai nữa nhờ. Thích nhờ. Ồ. Bây giờ thì có lẽ là trong những cái buổi hội chợ như này thì thích nhất đó là các em bé sẽ được chưa giờ thấy đông người như thế, nhiều màu sắc như thế, nhiều hoạt động như thế. Khu ẩm thực thì cũng rất là đông, mà tuy nhiên tôi thấy có một nơi mà mọi người đang túm tụ ngồi ở kia kìa, rất là đông. Đây là cái dãy là thắng cố ngựa các bạn ạ. Đấy, trước khi mà tôi sẽ tham quan nhiều hơn các gian đây thì chúng ta ra
chỗ Thắng Cố Ngựa để xem là bán cái món ăn người ta làm như thế nào mà đông như vậy. Đây các bạn có thể thấy rất là nhiều dãy hàng này. Bên này thì đông lắm. Bên này đông lắm nhưng mà tôi sẽ không chọn nơi đấy bởi vì vào thì chắc chắn là bị mời uống rượu. Nên là tôi sẽ ra khu vực này. Ở đây thì một bãi dưa. Đây là có dưa chuột này. Kia là dưa bở à? Chị ơi, đây dưa bở à? Vâng. Đấy, còn đây thì mọi người ăn Thắng Cố thì thôi. Ok. Tôi thấy là có rất là nhiều mùi rượu và anh em thì sẽ kéo tôi lại uống rượu nên là thôi, mình đi ra chỗ khác vậy. Ở đây thì thôi tôi vào cái khu ẩm thực, đây có vẻ lành hơn, không rượu gì cả. Nhìn chung thì cũng rất là nhiều những cái món ăn mà chúng ta đã khá là quen thuộc rồi. Tuy nhiên có một số món thì cũng lạ lạ. Ở đây là xem mà chị bán món gì đây. Chị ơi, chị xào món gì đây? Thịt bò xào. Thịt bò xào à? Cái cá này gọi là cá gì nhỉ? Cá rô. Cá rô à? Nên cách chế biến này gọi là gì? Chế biến của người Thái là pính. Pính à? Có phải là papik tộp cái gì đấy không? Chính là nó. Chị là người gì? Người Thái. Người Thái à? Anh ơi, em bảo. Vâng. Ở đây em bảo. Em bắt anh khác à? Chào em. Lâm chu vào Lâm à? Em cứ đưa thế nào. Và ở đây tôi thấy có cả món bánh dày đấy các bạn này. Bánh dày này là loại bánh theo phong cách của người Mông rồi. Và đây là những cái không khí của một cái chợ phiên vào ngày lễ hội tại khu vực ở Việt Nam, cửa khẩu với bên Lào. Và tôi được biết rằng là bên Lào cũng đang có một cái chợ phiên nữa. Thì bây giờ chúng ta thử vượt biên, qua biên giới, vượt qua biên giới để xem là bên Lào có lẽ cái chợ đó cách ở đây cũng không đến vài cây số đâu, để xem là có sự văn hóa nó khác biệt và nó giống nhau như thế nào nhá. Giờ đi thôi. Các bạn thân mến, Nam vừa mới vượt qua được khu vực kiểm soát ở phía biên giới Việt Nam, đang ở khu vực vành đai biên giới đấy. Thì ở đây thấy những từng tốp người, mình chỉ thấy họ đi một chiều các bạn nhé. Là từ phía chào anh nhá. Mọi người là công dân Việt Nam hay công dân Lào đây? Công dân Việt Nam à? Mọi người cũng là công dân Việt Nam à? Bọn em sang bên đấy để chơi về à? À, bên đấy có nhiều thứ hay hơn ở nước nhà không? Chắc cũng như thế thôi rồi. Cũng như thế thôi à? Bạn là một người thế giới khác thì trải nghiệm nó có sự khác nhau. À, trải nghiệm một thế giới khác à? Một câu nói rất là hay. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm một thế giới khác. Thực ra thì cũng theo lời bạn ấy là cũng giống thôi. Nhưng mà trải nghiệm một thế giới khác. Xin chào anh. Chào mọi người nha. Lúc đầu thì thấy hướng đi về Việt Nam rất là đông này, thì mình cứ nghĩ là người Lào đi sang cái hội chợ vừa rồi đó, lễ hội vừa rồi của Việt Nam để chơi. Nhưng hóa ra đây là anh em Việt Nam sang bên Lào chơi đúng không? Và bây giờ là tầm này là tầm trưa. Tầm trưa là mọi người bắt đầu đi chơi về rồi đúng không? À, đó là hóa ra là mọi người là đi chơi về. Hóa ra là người mà anh em là người Mông hết à? Anh em người Mông hết à? Vâng. À, hóa ra là anh em Việt Nam sang bên này chơi. Đó, bởi vì bên này cũng là người Mông. Đó, thế là mọi người có cái sự giao thoa văn hóa. Như vậy là rõ ràng là có một cái sức hút khá lớn ở cái chợ phiên bên Lào, nên là mình thấy là rất nhiều người đi họ đi chơi. Tầm này là tầm hơn giờ trưa một tí, chắc là sau một bữa cơm trưa là mọi người bắt đầu đi về. Làm cho mình cũng có rất là nhiều những
tò mò những cái cảm xúc là không biết là bên đó mọi hoạt động diễn ra như nào, cái văn hóa của họ có cái sự tương đồng hay có sự khác biệt gì. Và đặc biệt là bây giờ là tầm này là tôi cũng chưa ăn gì, đói rồi, sang đấy để kiếm xem là có món gì ngon thì bỏ vào bụng thôi. Bây giờ thì đi thôi. Tôi đã tới khu vực cái cột mốc phân chia biên giới Việt Nam và Lào. Các bạn có thể thấy là cột mốc thì ở giữa và đối xứng hai bên là bên này là quốc kỳ Việt Nam và chúng ta đang tiến dần về phía quốc kỳ Lào. Và ở đây thì cũng có rất nhiều anh chị em đang tạo dáng chụp hình. Và cũng có một cái điều rõ ràng đó là ở đây đa số là mọi người đều là quốc tịch Việt Nam. Đấy, thì chứng tỏ là người Việt Nam mình cái nhu cầu đi chơi cũng khá là lớn. Dù sao chúng ta cũng đang có một cái kỳ nghỉ quốc khánh dài. Và mọi người, tôi thấy ở cái khu vực này cũng khá là thú vị, bởi vì mọi người có thể sang được một quốc gia khác để thăm thú và giao lưu về văn hóa. Đấy, các bạn có thể thấy rằng kia chính là cái khu vực checkpoint, cái nơi mà cửa khẩu của Lào kia rồi. Nếu mà các bạn là thường xuyên theo dõi cái các cuộc hành trình của tôi sẽ thấy rằng đây là một cái cửa khẩu khá là quen thuộc. Phía Việt Nam gọi là cửa khẩu Lóng Sập. Đó, phía bên Lào thì cũng là một cái cửa khẩu này thì đã xuất hiện trong những cái clip của Hoàng Nam phải 2 lần rồi. Và nghĩ tới cái khu vực này tôi nghĩ tới cậu em Lu cũng người Mông mà có lần đưa cậu sang đây để thăm người yêu cũng người Mông Lào. Người Mông như ở bên Lào vào cái ngày Tết người Mông của họ. Hai anh em đi chúc Tết đi hỏi vợ. Lu thì cưới rồi. Đấy, nhưng mà lúc đấy thì Nam cũng bận quá chưa đi đám cưới của họ được. Thì chắc là hôm nào thì Nam sẽ làm một tập mà đến thăm tổ ấm gia đình mới của Lu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xuyên qua cái điểm kiểm soát của bên Lào để sang phía bên đó xem nước bạn đã có những cái hoạt động gì thú vị hay không nhá. Đây tôi thấy mấy chị em Mông này mặc những bộ trang phục rất là đẹp luôn. Chào mọi người nhá. Mọi người là công dân Việt Nam đúng không? À, anh thấy là những bộ trang phục Mông của bọn em rất là đẹp ấy. Thì cái này là như thế nào, là mình mặc trong dịp gì? Đây cả hai em này nó cũng đẹp cơ. Mặc trong dịp lễ Tết. Lễ Tết à? Nhưng mà ví dụ bộ này là ở Việt Nam có bán à? Vâng, có bán. Nói chung là mọi người trông rất là thời trang, rất là đẹp luôn. Sức khỏe chứ anh? Em mua này bên Lào à? Vâng. Mua bưởi với cả mua bánh gì kia? Bánh chuối. Bánh chuối à? Cái này ở Việt Nam, bánh chuối Việt Nam mình có bán không? Có ạ. Thế à? Vâng. Đây, anh này còn mua bia Lào thì chuẩn bài rồi. Người Việt Nam mình phải là tí cái... Đúng rồi. Tí, phải không? Bia. Nước. Rồi. Có vẻ như là cũng có rất nhiều đồ để mọi người sang bên đó mua sắm được đây. Rồi. Cảm ơn anh nhá. Nhưng mà nhiều người mua những cái chai nước lạ lạ thì đã đành, nhưng mà chị mua cái quả này ở bên Lào à? Quả này ở Việt Nam mình bán nhiều mà. Quả dưa bở à? Ở Lào thì mình phải mua. Mua Lào, ở bên Lào xem nó khác gì Việt Nam à? Thế chị ăn thử thấy khác gì không? Xem dưa Việt với dưa Lào thì cái nào khác hơn? Thử không? Cái này ở bên Lào à? 20.000 cơ. 20.000? Ừ. Ồ, đắt nhỉ? Đắt nhỉ? Ăn thử xem có bỏ 20.000 không? Được không? Bỏ đấy. Nhờ, ngon đấy. Rồi, ăn thì em ăn biết thì biết đấy thôi. Cảm ơn mọi người nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mất thêm một chút thời gian để thông quan. Rồi, cuối cùng... cái thủ tục đơn giản hơn là Nam nghĩ nhiều, chỉ vài giây thôi là đã có thể thông quan được rồi. Và chính thức là tôi đã đặt chân trên đất của Lào. Những cái gì văn hóa Lào hiện nay mà nó khiến cho mình bất ngờ thì chưa có nhiều lắm. Ngoài những cái dòng chữ ký tự hình run khó hiểu như này xuất hiện ở trên bờ rào. Đấy, thì mình bất ngờ thôi. Còn lại thì mọi thứ cũng... khá là giống với ở Việt Nam. Thậm chí là tất cả những người đang đi lang thang ở đây cũng đều là người Việt cả. Chào mọi người nha. Xin chào mọi người. Nói chung ở đây thì đa số là đồng bào Mông. Và nói chung là mình rất là có duyên với đồng bào Mông.
và được mọi người cũng quý, cũng như là ở Mộc Châu này thì mình cũng lên nhiều lần và mọi người, đặc biệt là khu vực này, mọi người cũng xem mình nhiều nên là mọi người cũng nhận ra nhiều, cũng quý. Đấy. Thì tôi thấy dòng người cứ đi một chiều về phía Việt Nam rất là đông. Đấy, bây giờ là tôi thấy rất nhiều hàng quán, nhưng thậm chí ở phía dưới kia vẫn còn những cái tốp người. Như vậy thì chứng tỏ rằng là ở phía trong kia sẽ còn nhiều những cái đặc biệt hơn, nhiều cái lý thú hơn. Bây giờ thì mình cứ đi thử xem như nào. Bởi vì là tôi thấy ở những cái khu vực này thì những cái lạ ấy thì vẫn chỉ là nước ngọt này, bia này, những cái đồ mà của Lào hay là của Thái Lan nó nhập sang Lào. Đấy thì được bày bán ở đây. Còn hình như cái nơi mà chính thì ở tít đầu kia cơ. Đây tôi vẫn đang đi. Những cái tốp người vẫn đang đi về phía Việt Nam này. Hàng trăm người từ bên Lào về phía Việt Nam, trong khi đó chỉ có vài người là như tôi đang từ phía Việt Nam sang Lào. Có thể là mình chọn sai thời điểm. Đấy. Bia Lào rất là ngon nha các bạn nha. Đến mức là chị này chị còn phải bê một cái két bia. Ôi, em ơi nặng không? Nặng một lần. Cháu. Dạ, chào chú ạ. Cũng lên Mộc Châu đây nhỉ? Vâng ạ. Chú mua được dưa to thế. Tôi thấy có ba bố con này, hình như ba bố con này không biết là người Lào này này. Anh đoán là bọn em là quốc tịch Lào đúng không? Hay là em cũng là người Việt Nam? Lào này. À, người Lào đúng không? Mình là người Mông sống bên Lào đúng không? Mông Lào đi. Mông Lào. Thế nhưng mà bởi vì là mình ở khu vực biên giới nên là nói luôn được cả tiếng Việt nhỉ? Em tên là gì? Em tên là Bo. Mùa? Bo. Bo. Em bao nhiêu tuổi rồi mà nhiều con thế? Chị Bo lại đi. À chị, anh em không hiểu đúng không? Hỏi khó quá không hiểu. Thì đấy thì là khi mà nhìn thì những gương mặt như này thì tức mình thấy cũng kiểu ở trên đất của họ ấy, trên đất Lào của họ thì những cái gương mặt rồi các thứ là trông kiểu không giống du lịch ấy. Thì mình đoán luôn là đây là những người quốc tịch Lào rồi. Rồi. Đấy các cháu ấy vẫn còn đeo bùa này. Cái đeo bùa này là để cho khỏi ốm ấy đúng không? Ốm cho khỏe mạnh đúng không? Đấy. Rồi. Cảm ơn nhá. Cục trai la con. Ôi em bé khóc. Mình cũng không mang theo chút bánh kẹo bởi vì cũng chưa kịp mua, chưa kịp làm gì cả để cho mấy bạn nhóc. Thế nên là thôi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào trong. Tôi đã thấy những chiếc xe ô tô biển số Lào và mọi người không biết là mọi người có bên này có lễ hội giống như Việt Nam không, có ăn Tết như Việt Nam không, hay là chỉ là mở những cái lễ hội cho người Việt Nam thôi. Đấy, có lẽ là cái này thì mình cũng sẽ phải đi hỏi, mình sẽ đi hỏi một ai đấy ở bên đây biết nói dành tiếng Việt để hỏi họ thì có lẽ là sẽ chính xác hơn. Có một cái gì đấy ngờ ngợ lờ mờ, hình như là trùng với ngày quốc khánh Việt Nam. Ví dụ là ngày mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh thì đối với người Mông thì họ lại có một cái ngày lễ gì đó vào ngày mùng 1 tháng 9. Tức là cùng vô tình là trùng ngày nên là đông ngày. Hoặc là họ cũng sau khi mà được nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 nhiều thì họ biến luôn. Đó cũng là một trong những cái ngày lễ của người Mông. Bây giờ hỏi hai bạn này đi. Bọn em có nói được tiếng Kinh không? Nói được tiếng Việt không? Hả? Không à? Thế bây giờ phải hỏi một người khác. Đây, tôi đã tới một khu vực mà có lẽ là pha trộn giữa người có quốc tịch Việt Nam và người có quốc tịch Lào. Mấy bạn này dễ Lào lắm này. Mấy dân chơi Lào này. Em ơi, em có nói được tiếng Kinh không? Không biết. Không biết à? Em là quốc tịch Lào à? Mông. À, người Mông Lào à? Em có căn cước công dân không? Anh à, không biết à? Ê, cái... ok. Không biết.
mấy dân chơi Lào này không biết ngoại ngữ. Ngoại ngữ ở đây là phải biết tiếng Việt thì mới hay chứ. Đấy. Chúng tôi đến một cái kiểm soát mà cũng khá là thủ công. Một cái sợi dây trăng ra và buộc vào hòn đá để căng. Đấy. Sau khi khai báo một chút ở kia thì anh ấy sẽ trùng cái dây này xuống để cho đi. Đấy, cái dây cũng được buộc khá nhiều cái túi ni lông để cảnh báo cho mọi người. Đấy. Thì bây giờ mình cũng muốn hỏi hai bạn này. Em ơi, em nói anh nói được tiếng Kinh không? Không à? À, đây về phía người Lào rồi, họ không nói được nhiều tiếng Kinh lắm. À, tới đây, tới cái khu vực rào chắn đó thì chúng tôi bắt đầu chính thức tới cái khu chợ phiên. Xem ra thì cũng có rất nhiều những món ăn khác nhau. Và ở đây tôi gặp cái ngô quen thuộc này. Cái ngô này là tôi đã từng ăn ở bên Lào này. Nó rất ngon luôn bởi vì nó nhỏ nhỏ như này này. Nhưng mà ngon lắm. Nhiều cái là có màu cơ. Có màu tím mà cái này lúc tưởng màu tím nhưng không phải. Vỏ màu tím nhưng không phải. Bây giờ thì tôi thử trêu mấy chị này xem nhá. Chị nói được tiếng Kinh không? Chi Pâu à? Chi Pâu à? À. Thì cái ăn nó không phải trả tiền đúng không? Ừ. Bye bye. Ô. Bye bye. Trả tiền mà. Trả tiền á? Em không có tiền Lào. Không mà, trả tiền chứ. Bao nhiêu tiền để trả? Mười nghìn. Mười nghìn á? Mười nghìn năm cái. Ồ, mười nghìn năm cái ngô chất lượng. Ok, mười nghìn. Đây. Đây. Chia cho anh một cái. Ờ, anh nói được tiếng Kinh luôn này. Anh nói được tiếng Kinh cho thêm một cái nữa. Rồi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi. Rồi, chào mọi người nhá. Cho tiền mà. Tiền á? Cho tiền chứ. Đấy, mình ăn là không trả tiền cho mọi người cứ cười. Đấy, mọi người biết mình trêu mà. Đây, em gửi tiền nha. Đây. Chị ơi, hôm nay có phải là Tết của người Mông không? Tết của người ta chi nữa. Tết là Việt Nam chứ. Tết Việt Nam à? Nhưng mà bên này họ mở hội chợ này để cho người Việt Nam sang chơi thôi đúng không? Đúng. Chứ không phải là lễ gì của người Lào đâu đúng không? À. Rồi, em cảm ơn nhá. Đây, rồi, tôi đã hiểu rồi. Hóa ra là đây là một ngày họ là mở này ra để phục vụ cho người Việt Nam sang chơi. Người Mông ở Việt Nam, Mông Việt sang chơi. Đó. Thì cũng thú vị. Bây giờ mình xem mà có cái gì đấy đặc biệt của bên Lào nữa không? Mà ở Việt Nam không có nữa không? À đây. Bên Lào thì có miếng thịt này. Rất là ngon này. Cái thịt này là cũng thịt treo gác bếp hả chị? Đúng rồi. Không, cái này không phải là thịt treo gác bếp mà cái này là thịt lợn chiên. Thịt lợn chiên. À, đây thịt lợn chiên của người Lào này. Và họ để những cái hạt mè, hạt vừng này. Đây là nó rất là thơm. Cái này là rất là đặc trưng. Và tôi thấy là rất nhiều nơi ngọt ngọt cay cay chua chua. Ngọt ngọt cay cay chua chua à? Em thử một miếng nhá. Chị là người Việt à? Người Việt. Người quốc tịch Việt Nam đúng không? À. Rất là ngon các bạn. Mình đã thấy cái món này khá là phổ biến ở bên Lào. Cái này ăn với xôi. Đó. Có xôi luôn. À. Em gửi tiền mà. Thôi anh ạ. Thôi à. Cảm ơn mọi người nhá. Ở cái khu vực này thì tôi thấy là khá nhiều thanh niên. Và bên Lào có vẻ như là nhiều cái vấn đề mà Việt Nam cấm. Nhưng mà ở đây không cấm. Thì cụ thể ở đây. Ui giời ơi. Rồi, rơi rồi. Anh vào đây chơi chung với em. Đây, cái này chơi như nào? Cái này chơi nó luôn nó đơn giản thôi anh ạ. Đơn giản mà anh. Ví dụ tôm cua cá đúng không? Ví dụ anh đặt 10.000 đấy được 10.000 đúng không? Ví dụ là
ví dụ anh đặt 10.000 chéo này nhá, mà nó về hai con là anh được 50. Tức là đây. Nếu mà anh đặt chéo này nó về là anh được 1 ăn 5. Còn 1 ăn 5. Anh đặt chỉ chéo này là 1 ăn 2. Chứ nó muốn một chéo đấy. Một chút xuống. Hoặc là nếu mà anh đặt chéo ấy là 1 ăn 5. Còn nếu mà anh đặt một con là về một con mình vẫn được 10.000 mà về ba con mình vẫn được 10.000 anh ạ. Tức là đây có nhiều cách đặt, một là đặt hẳn vào trong. Vâng. Như này, ví dụ như này. Đối chiếu. Hai là như này. Đúng rồi. Anh thấy bạn kia còn ở giữa như này nữa cơ. Đúng rồi. Ngã tư thì là như nào? Ngã tư là vẫn là đối chiếu. Ví dụ anh dính con này là không được nhân đôi, ví dụ ra hai cái bầu là không được nhân đôi. Nó không được nhân đôi nhé. Bây giờ đây, em thử chọn cho anh một cái đi. Tôi một vị trí đi. Rồi, thẳng con tôm xanh nhá. Ok anh. Rồi, 20 thôi. Rồi, xong bây giờ là sẽ mọi người sẽ giật cái kia. Đúng rồi, mọi người sẽ giật con kia xuống. Đúng con nào mình được tiền con đấy anh ạ. Rồi, xem này may mắn có mỉm cười với tôi không. Và anh này thì sẽ đứng để quan sát mọi người. Cá đỏ. Giao tôm đấy. Giao con tôm mà anh được 20.000 thôi. Tôm đi, ếch xanh. Một ông được à? Vẫn chưa. Không ai đặt cá luôn. Thịt hết. Tức là mình mà đặt ngang này thì cũng không được. Rồi tôi mờ tôi hiểu ra rồi. Tức là có 3 con xúc sắc. Nếu mà ra 2 con xúc sắc mà vô tình mà chúng ta được như này thì sẽ là x mấy? X5. 20.000 sẽ được 100.000. Vâng. Rồi. Xác. Chơi luôn, gà cá. À quên, con cá này vừa ra mấy lần rồi. Gà cá đi. Rồi. Em anh. Gà cá. Anh chụp em một kiểu ảnh đi. Đợi đi chơi đã. Anh gà cá. Gà cá. Thế thì em đánh cá gà nhá. Được. Rồi. Hảo thật đấy. Gà, một gà, một cua. Cá đi. Bầu. Mất bầu. Thôi, tôi thì không bao giờ là may mắn với cái trò đỏ đen này cả. Tôi chỉ chơi mất thế cũng được rồi. Chúng ta quay đầu là bờ khi còn chưa quá muộn. Rồi bây giờ là em chụp ảnh thì chụp đi. Em chụp ảnh với anh một kiểu. Rồi cảm ơn mọi người đã chỉ dẫn anh cái trò này. Ô, đã có vợ rồi à? Vâng, vợ em đây. Khu vực này thì khá ồn ào, nhạc nhẽo rồi nhậu nhẹt bia biếc là mình không thích rồi. Nhưng ở đây có một cái trò bắn súng hơi. Bắn súng gì đây, đây. Có vẻ như trò này hay này. Cái trò này có ăn tiền không hả em? Hả? Trò này có ăn tiền không? Trò này khó mà anh. À ăn tiền à? Vừa ăn bắn bắn như nào? Bắn nếu mà trúng lon nước mà rơi thì mình được, còn không rơi thì mình mất thế thôi. Bắn rơi thì là mình được, không rơi thì mình mất tiền. Ui. Rơi rồi. Wow. Rồi, giờ tôi sẽ chơi. Không biết là... Ôi, đội này được 10.000 được mấy cái đạn đây? Được 4 cái à? Ô, đây một cái quay nữa là 5 này. Đây, mình được lãi một cái. Bây giờ như nào em? Cho đạn vào như nào? Bây giờ anh cứ lát vào đây, lát đạn vào đây. Đây. Lắm mạnh vào. Thôi lại. Mạnh vào thì nó mới ấy được đúng không? Mạnh vào thì nó bay mạnh hơn. Rồi. Bên nhà. Xong bắn như thường này thôi đúng không? Vâng. Ê! Phát đầu tiên được một lon. Được một lon là mình sẽ được cái lon đấy thôi hay là mình sẽ được cả tiền nữa? Không, anh được mỗi lon nữa đấy thôi anh. Được mỗi lon à? Rơi cái gì được cái đấy đúng không? Vâng. Ui giời ơi. Mạnh thế mà không được. Khó cái, khó. Anh phải bắn cao lên thì nó mới đi vào. Bắn cao lên mới đi vào đúng không? Ui rồi. Mạnh thế mà không được.
hai phát, lại rơi vào đây, lại rơi vào đây là được. Không được anh. Được không? Không được à? Không được anh. Đạn tôi bắn đi rồi nó cần luân hồi về đây này. Nhưng mà anh ra đòi. Không được. Ok, thì trả lại. Rồi, bây giờ tôi đã được hai chai rồi. Phát nữa. Ui rồi, suýt là được. Không sao, nhưng mà hai cái là lãi chưa? 10.000 lãi rồi anh. 10.000 lãi à? Rồi thôi, không cần túi. Thôi tặng luôn hai bạn này nhá. Đây, tặng em nhá. Em cảm ơn nhá anh. Tôi đang đi tiếp thì thấy có một cậu em này đứng dưới một cái ô. Em là người Lào hay người Việt? Lào. Người Lào à? À, quốc tịch Lào đúng không? Em, anh xem đúng em người Lào. Em căn cước công dân của em đâu? Đó. Nào anh kiểm tra xem có đúng người Lào không? Cái thẻ của em đâu? Đâu anh xem có đúng người Lào không? Thẻ. Đâu. Ông ấy mở luôn ra cho mình xem này. Xem nè, có cái gì. À, nước hoa. Mình cũng hơi một chìa khóa. Em không có căn cước công dân à? À, thôi được rồi. À, đây bánh gì đây em nhở? Cậu em rất hiền. Ý mình là mình xem cái căn cước công dân để xem là khác gì so với Việt Nam thì cậu em mới ngại ngần. Rồi đây để em bán như nào? Tức là không lấy tiền à? Ok, anh lấy cái này nhá. Chào nhá. Giật đầu luôn á. Chứ ông ấy ngại quá. À, không lấy tiền anh luôn. Anh Đắc ơi. Không lấy tiền luôn. Thôi được rồi. Rồi anh vẫn gửi em đây em ơi. Thôi em giữ luôn nhá. Anh ăn ngay được rồi. Tôi xem là cái bánh gì. Cũng là bột mì. Sau đó là vê vào và chiên giòn lên. Và ở ngoài thì cũng có một chút đường hơi ngọt ngọt. Ngon. Cảm ơn em nhá. Sau khi qua rất nhiều những cái kiosk, những cái gian hàng mà mình thấy khá là sôi động rồi thì đến cái khu vực lán trại này thì có gì đó chững lại. Và hình như đây là của những người Lào bản địa thì phải. Đây có một cậu nhóc người Mông. Đây là người Lào, người Mông Lào. Chào chị nhá. À, ở đây thì chị bán đùi gà, chân gà, xúc xích, trứng luộc. Nói chung là những cái thứ rất là mộc mạc. Mình bây giờ là hai mẹ con đứng bán này. Bây giờ mình không biết là mua cái gì. Thôi mình ủng hộ em bé nhá. Em bé ơi. Em bé ơi này. Em bé này. Mọi người không nói được cả tiếng Kinh. Ở những cái sạp mộc mạc này thì những cái món đồ họ bán thì cũng khá là đơn giản như vậy thôi. Ví dụ như chị này chỉ bán bỏng ngô. Đây hình như là chị có món lạp à? Món gỏi à? À, thích ăn thì làm á. Hay thử đi, làm cho em thử đi. Chị là người Lào à? À, chị là người Mông Việt nhưng mà sang lấy chồng Mông Lào. À, thế chị làm cho em một phần đi. Có lẽ là khi mà mở bán xuyên biên giới như này thì đa số người khách sang đây thì là người Việt. Thì mới thấy là khi người Lào mà biết tiếng Việt thì nó lợi hại như thế nào. Bán được cho người Việt đúng không? Có khách mua. Người Lào làm đi. Chị đầu tiên chị cho một chút đường vào cái cối bằng gang này. Đấy. Muối. Một chút muối. Cái món này tôi đoán là sẽ rất là cay và rất là chua. Rồi ngọt và tức là mọi thứ nó rất là quá lên á. Ồ, mì chính.
cái các bạn xem là ai mà chị cho một quả ớt này, ai mà thích ăn nhiều cay thì sẽ bảo chị cho thêm. Nói chung là cái món này là tôi ăn rồi. Nó gọi là cái gì nhỉ? Không biết. Tiếng Lào gọi là gì chị nhỉ? Ta son. Ừ. À. Nhưng mà ở bên này thì họ cái gì họ cũng cho vào cái cối, tức là có một cái loại một cách làm ấy là cái gì cũng cho vào cối. Và giã, không phải giã mà là gọi là ấy dập đi ấy. À, cái món này cũng giống kiểu tằm đúng không? Xôm tằm. Tức cái gì cũng cho vào và đấy. Không phải là giã nát đâu nha các bạn nhá, giã chỉ là để cho nó hơi nát một chút thôi và cho những cái nguyên liệu nó thấm vào nhau. Tôi đã ngửi thấy mùi ớt rất là nồng. Chanh. Đây rất nhiều chanh. Tức là ăn phát được sẽ cảm thấy cực kỳ chua và cay riêng cái món này. Quả gì đây chị? À quả đu đủ xanh. Đu đủ xanh đã được thái sợi ra, được bào sợi ra. Đấy. Thì có nơi còn cho cả vào đây cả cua cơ. Cua sống ấy cho vào để tăng thêm cái hương vị cho món ăn. Nói chung là mấy cái quốc gia mà nóng như là Thái Lan, ở bên Myanmar hay là Lào thì người ta chuộng cái món kiểu tằm như này. Đấy, thay vì là dùng tay đảo trộn lên thì họ dùng cái chày, họ giã ra để cho... Tôi nghĩ là cái này cũng hay đấy, là nó sẽ nát một số cái phân tử ra và nó quện, là một cách đảo khá là tốt, trộn khá là tốt đấy. À, đổ cả nước cốt. Cái này là bao nhiêu tiền đấy chị? 5.000 á? Sau khi đập tả tơi dã rời ra thì có 5.000 thôi, còn không bằng cái công mà mọi người làm. À. Thôi, em gửi chị luôn nhá. Xin cảm ơn nhá. Rồi. Cục trai. Là con. Cảm ơn mọi người. Sau khi mà có một món ăn rất là thú vị thì tôi lại đi lang thang. Em bé này thì bán măng này các bạn này. Cái măng này thì cái măng này đem về ăn hả chị hay là ăn luôn? Chị này không biết tiếng Việt là một sự bất lợi. Buôn bán ở đây đa số là người Việt hoặc là người Mông Việt. Thì chị chỉ nói, có thể nói tiếng Mông là có thể là bán cho người Mông rồi. Dù ở Việt Nam hay ở đâu, nhưng mà ở đây thì tôi muốn mua cái này, muốn hỏi cái này cũng khó. Em với anh hỏi. Đây, có mấy nhóc này. Thế bây giờ này, cái này là chú hỏi nhá, là cái này là mình ăn được luôn hay mình đem về mình xào lên hay như nào? Ăn được luôn á? À. Đắng á? Không đắng đâu. Măng đắng mấy? Đâu thử, bởi vì ở đây như là mọi người đã luộc sẵn rồi đúng không? Vâng. Ăn thử xem nào. Ngọt. Ngọt à? Ngọt rồi. À. Đây cái chưa tôi bơ mà. Đây. Ngọt. Ngọt à? Vâng. Ngon quá. Ngon. Thế bọn cháu là người Việt Nam à? Vâng. Về Mộc Châu luôn à? Vâng. À sang đây đi cả lũ rủ nhau đi hay là đi với bố mẹ? Cả lũ. Ôi trời vui thế à? Vâng. Đấy, các bạn thấy không? Ở đây là trẻ con cứ rủ nhau vượt biên, xuyên biên giới sang đây ăn chơi. Có mang theo tiền đi ăn chơi không? Có. Có. Vâng. Xin bố mẹ, hôm nay bố mẹ cho bao nhiêu? Bố mẹ cho 100. 100 nghìn thì tiêu được bao nhiêu rồi? À, thầy bắn súng đúng không? Vâng. Mấy ông thích bắn súng này, bắn thì lỗ hay lãi? Lãi. Lãi luôn à? Vâng. Rồi. 5 nghìn được có 3 quả bắn đấy thì lãi quá. Thế à? Vâng. Thế là tốt rồi. Rồi, chú cảm ơn nhá. Vâng. Rồi, chào mọi người. Cháu đi ạ. Ừ. Gửi chị tiền măng nhá. À, cảm ơn chị nha. Đi.
Vậy là tôi lại có thêm một món ăn vô cùng dân dã nữa, đó là măng. Măng luộc như này. Chưa bao giờ mình ăn kiểu măng luộc như này, nhưng mà công nhận cái loại măng này ngon thật các bạn ạ. Ăn là ăn chơi luôn đấy. Tôi thấy có một cái quán mà chị em tụ tập vào để mua. Đây xem đó là cái gì. Và có một chị làm đá bào, ăn mặc rất là sexy, đang không biết là chị sẽ cho những cái nguyên liệu gì vào đó. Chắc là cho đá vào thôi, cho đá vào sau đó ép ra. Đây. Và sẽ thêm xem chị làm cái món này như nào. Chị dùng hai cái chị ốp lại với nhau thành một cái bát đá bào, sau đó là cho những cái siro màu xanh cốm, một chút màu hồng. Thực sự là cái màu như màu neon, tức là nó rực rỡ luôn. Và cuối cùng mà tôi đoán là một chút sữa đặc. Đấy, thế là đủ độ ngọt, ngon ngọt thơm. Và một chút thạch. Đấy. Một cái món ăn giải khát, tỏa giải nhiệt. Cái món này rất là phổ biến ở những cái hội chợ. Và tôi nghĩ ở khu vực này nó cực kỳ hợp lý luôn. Khi mà thời tiết nó đang ấm dần, nóng dần. Và hình như là bây giờ tôi mới tới khu vực trung tâm này các bạn kìa. Bởi vì tôi thấy là có một cái nhà phao rất là gần gũi, đơn giản. Kiểu như là cách đây của Việt Nam của chúng ta cách đây nhiều năm, tức nó vui hơn. Mặc dù là đồ đạc nó không quá là cầu kỳ, đắt đỏ như là ở phía Việt Nam, như là chúng ta thấy lúc đầu, mà ở đây là rất mộc mạc luôn. Những cái trò chơi, rồi những hàng quán, những sạp hàng quán. Và khiến nó có một cái gì đấy khiến cho mình như kiểu quay trở lại thời gian và cảm thấy say mê với nó. Đây, tôi đi qua một khu vực bán những cái đồ thuốc từ cây cối. Người Mông thì tôi để ý thế là họ thường thích tụ tập ở những cái quảng trường, cái khu đất rộng. Thì đây là một cái ví dụ. Không biết là có điều gì đặc biệt mà rất nhiều người tới đây. À, hình như ở đây có một điểm ngắm cảnh rất đẹp bên này. Mặc dù là ngày Tết độc lập của Việt Nam, nhưng mà rất nhiều người Mông ở Việt Nam được nghỉ, họ sang Lào chơi. Một cái vùng đất, một cái đất nước mà anh em bạn bè cũng có những người Mông sinh sống ở đây là đa số. Và họ đã có một cái sự tương đồng, và dần dần thì bỗng nhiên cái việc mà ngày Tết độc lập mà người Mông ở Việt Nam sang Lào, hay là người Việt ở Việt Nam sang Lào, thì bỗng nhiên trở thành một cái ngày lễ, một cái thói quen. Và nó bỗng trở nên sôi động như này. Đây, tôi đến một cái nơi mà mọi người túm tụm lại xem không biết là có gì hay không. Tới đây thì đúng là một cái gì đấy đối lập với phía bên chợ. Bên kia thì ồn ào, náo nhiệt, rất nhiều hàng quán, trò chơi, tiếng nhạc sập sình. Thì ở đây thì tôi cũng như là mọi người ở đây, mặc dù chúng tôi không có hiểu về ngôn ngữ, cũng không quen biết nhau, nhưng chúng tôi đang có chung một cái ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Còn nếu như mà nhìn như này thì tôi đoán là đây đang nhìn về phía đất Việt Nam này. Đấy, Việt Nam kia hả chị? À, Việt Nam đây. Anh em mình Việt Nam hết à? Đấy, là bằng một cách nào đó sang Lào chơi và nhìn về đất mẹ, và bỗng cảm thấy nó khá là thiêng liêng. Dù tôi là người Kinh hay là người Mông hay là người bất kể dân tộc nào, khi mà ở trong nước thì có vẻ như là chúng ta thấy cũng bình thường thôi, nhưng mà sang một đất nước bạn, nước lạ, sau đó nó nhìn về đất của mình, về quê hương của mình, thì bỗng nhiên nó có một chút gì đó nó rất là thiêng liêng. Và chúng tôi dù khác ngôn ngữ, khác
dân tộc, nhưng mà chúng tôi là cùng là người Việt Nam, đúng không? Chúng ta cùng người Việt Nam nhờ. Bắt tay anh nào. Mọi người ơi, chúng ta rô một cái nhá. 1, 2, 3, rô Việt Nam.